Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Bí quyết mọc tóc nhanh và chấm dứt rụng tóc bằng gừng rất đơn giản mà hiệu quả bất ngờ. Trong nhà bếp, gừng là loại gia vị không thể thiếu. Nó không chỉ làm tăng thêm hương vị cho món ăn mà còn giúp ngăn chặn những thành phần có hại tiềm tàng trong thực phẩm. Đây cũng là một trong những nguyên liệu hàng đầu trong bí quyết làm đẹp của chị em phụ nữ, đặc biệt là giảm gãy rụng tóc. Gừng có khả năng phục hồi những hư tổn của tóc và cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của tóc. Đây chính là lý do khiến bí quyết trị rụng tóc bằng gừng tươi luôn được ông cha ta ưu tiên số 1. Sau đây, Mẹo Sống Khỏe VTT7 xin chia sẻ cho các bạn một cách trị rụng tóc tại nhà từ nguyên liệu gừng rất hiệu quả. Các bạn cùng tham khảo ngay sau đây nhé! Để thực hiện phương pháp này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Nguyên liệu thứ nhất là gừng tươi. Ở đây mình chuẩn bị khoảng 100g. Nguyên liệu thứ hai là dầu ô liu. Đây là hai nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Cách thực hiện thì rất đơn giản. Gừng thì bạn hãy cắt bỏ phần hư thối đi cho mình. Ở cách làm này chúng ta không cần gọt vỏ của gừng đi nhé. Sau đó, bạn chuẩn bị cho mình một cối xay sinh tố. Cắt gừng thành các miếng nhỏ cho vào cối. Cho thêm vào cối này một chút nước lọc. Giờ mình sẽ đem gừng đi xay nhuyễn nhé. Đây là gừng sau khi xay xong. Mình sẽ lọc lấy phần nước cốt của gừng. Sau đó cho vào bát này 2 thìa dầu ô liu. Khuấy đều hỗn hợp này lên cho mình. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần cho cách trị rụng tóc này. Bước 1, bạn gội đầu thật sạch bằng nước ấm. Bước 2, bạn thoa đều hỗn hợp nước ép khế chua lên đầu và da đầu. Sau đó massage nhẹ nhàng lên mái tóc. Bạn massage thật kỹ để hỗn hợp thẩm thấu hết vào tóc. Tiếp theo, các bạn dùng khăn mềm để quấn tóc và để thư giãn trong 20 phút. Bước 3, bạn dùng nước lạnh gội lại đầu thật sạch. Cuối cùng dùng khăn mềm lau tóc nhẹ nhàng và để tóc khô tự nhiên. Nếu bạn kiên trì thực hiện đều đặn từ 2 đến 3 lần một tuần, thì bạn sẽ phải bất ngờ về mái tóc của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, mái tóc bạn sẽ không còn gãy rụng nữa, mà còn trở nên khỏe, mềm mượt hơn rất nhiều. Hãy áp dụng ngay hôm nay để sở hữu một mái tóc mềm mượt như ý các bạn nhé. Chúc các bạn thành công! Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.